Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật cam xanh. Trên màn hình đây là cây chanh. Đối với cây chanh á, là nó cũng thuộc cái họ cây con hối, tức là nó sẽ chung nhóm với cây cam, cam chanh, quýt bưởi, cây hạnh hay gọi cây tắc đó. Một số vùng miền thì chúng ta gọi là cây tứ quý. Thì đối với những cây mà nó cùng họ thì trong cái quá trình chăm sóc á, thì chúng ta vẫn tiến hành là chăm sóc nó tương tự nhau, hoặc là tiến hành là phòng trừ sâu bệnh tương tự nhau. Tương tự đây là có một số điểm nó tương đồng chứ không phải là nó giống nhau hết hoàn toàn. Thí dụ đối với cây da chanh thì cái quá trình chăm sóc lấy cơi thì cái lượng phân thì chúng ta sẽ sử dụng nó khác, hoặc là trong quá trình nuôi trái, hoặc là cái thời gian mà phát triển cái trái nó sẽ khác so với cây cam hoặc những cây có múi khác. Nhưng mà nó có một số điểm tương đồng là trong cái quá trình tiến hành lấy cơi đọt thì cái cách đi dinh dưỡng thì chúng ta cũng chia ra từng giai đoạn. Thí dụ sau khi bấm đọt kích cho cái đọt nó nhú, rồi khi nó lụa lá, rồi khi nó già nuôi gốc. Thì đối với cây chanh của mình cái quá trình tạo tán nó rất là quan trọng. Tại vì cây chanh thì chúng ta để trái ở những cái tàn phía dưới, cái bộ tàn nó càng nhiều, bộ trà những cái nhánh nhỏ nó càng nhiều thì cái quá trình mang trái về sau nó càng tốt. Và khi mà chúng ta tạo bộ tán cho cây chanh nó tròn đều thì nó rất là quan trọng. Đối với cây chanh mà trồng để đạt năng suất ổn và nhanh thu hoạch thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng những cái gốc mà chúng ta chiết cành thì trồng nó sẽ nhanh thu hoạch. Đối với biện pháp mà chiết cành là khi các bạn trồng vào khoảng cái một cây đọt thôi, chúng ta có thể để trái sơ sơ, thí dụ nó ra bông tự nhiên á, hoặc những cái vườn nào mà chúng ta có chuẩn bị trước á, chúng ta trồng trong cái bầu trước rồi sau đó là mới đem ra trồng thì chúng ta có thể thu hoạch một mớ ít liền. Còn đối với cây chanh á, chanh bông tím thì nó có nhiều dòng, ví dụ bông đơn hoặc là bông chùm. Thì đối với cái mình á, thì đa phần mình tư vấn cho vườn là tiến hành là trồng cái bông đơn hơn, thì cái tỷ lệ trái đơn thì nó sẽ đẹp trái, nó ít bị núp lá, ít bị trái che lá, nó tạo ra những màu vàng vàng và đồng thời cái trái nuôi nó nhanh, hoặc là chúng ta có thể để trái chiền liên tục trên cây luôn. Đối với cây này nè, trong quá trình chúng ta tiến hành bấm cơi lấy cơi thì chúng ta vẫn bấm đọt bình thường, bấm đọt bình thường như mà chúng ta bấm đọt cam sành hoặc là chanh quýt bưởi thôi, hoặc là cam sòn thì nó cũng tương tự như đó. Khi mà cái quá trình nhú đọt nó diễn ra thì chúng ta sẽ tiến hành là bấm đọt. Vì sao những cái trái thì chúng ta để xuống ở những cái tàn phía dưới như thế này nè. Đối với trái gơi thì nó nhiều cành thì cái quá trình mang trái của nó sẽ ổn và cái trái nó sẽ lớn hơn và nó không ít bị hiện tượng núp lá. Núp lá là cái hiện tượng như vậy nè các bạn nè, các bạn thấy không, một bên nó xanh nè, một bên nó bị trắng trắng ngà ngà như thế này nè, gọi là cái hiện tượng núp lá. Thì nó gây ra mẫu mã không có đẹp, ví dụ nguyên chùm á, nó cụm nguyên chùm á thì nó không có ổn. Còn đối với cây chanh của mình, cái quá trình làm bông á thì nó cũng tương tự thôi, nhưng mà nó có một số điểm khác về cái cách xử lý thuốc và cái thời gian. Trong quá trình trồng thì chúng ta sẽ tiến hành là tạo cái bộ tán cho nó tròn đều. Nhánh này là nhánh chiết nè các bạn thấy ha, nó sẽ ra những cành để chúng ta tạo tán. Và đồng thời là chúng ta sẽ tiến hành là phun sâu rễ bệnh định kỳ khi mà lá non, còn lá già như thế này thì chúng ta ngừa nhện. Có một số loại chanh thì nó sẽ có cái khả năng tính kháng bệnh nha các bạn. Ví dụ thông thường của mình nó dễ bị rễ, nhưng có số loại thì nó sẽ có khả năng kháng bệnh, khi nó ra bông ra trái thì nó ít bị rễ. Sâu gầy thì nó vẫn bình thường nè, con này còn sâu ăn lá đây, ăn lá ăn bông còn rễ. Đối với trên chanh của mình sợ nhất là cái vấn đề rễ nham trên lá và trên trái thì nó rất là nguy hiểm, nó có thể gây ra tình trạng xấu mẫu mã hoặc cái chanh của mình nó mất thương phẩm. Ở dưới này chúng ta có thể để trái được nè. Đó, chúng ta để trái những cái tàn nhỏ nhỏ phía dưới này. Nghe nó lờ gờ thì là như vậy nè. Cái quá trình lớn trái nó rất là im, hoặc là chúng ta có thể là tiến hành là để trái chiền trên cây. Nè, ví dụ cái trái này các bạn thấy nó lớn nè. Chúng ta trái chiền nè, cái này trái nhỏ nè, cái này nó đậu rồi nè. Đây nè, cái này nhánh này cũng mới vừa đậu nè. Đây là hai cái trái nhỏ nè, trái chiền thì nó liên tục. Thì đa phần nếu tư vấn thì mình tư vấn cho vườn áp dụng cái biện pháp là trồng bông đơn và cái loại kháng bệnh, tức là để hạn chế nấm bệnh trên cái cây nó có tính kháng.
Thì đối với cây chanh như thế này chúng ta trồng nhánh chiết thì nó sẽ im hơn các bạn. Nhánh chiết các bạn trồng nó sẽ tốt, nhanh tốt, và đồng thời đặc điểm của cái nhánh chiết á, nếu là cái rễ nó sẽ ăn lan ra. Khi mà các bạn chiết nhánh trồng trên những cái nền đất thấp á, cái rễ nó ăn lan rộng ra, nó không có cắm sâu xuống thì nó ít gây ra hiện tượng là vàng cây, vàng cơi. Giờ trồng nhánh chiết rồi chúng ta nhanh thu hoạch. Nó cây nhỏ vậy là chúng ta sẽ để trái những cái chà phía dưới nè các bạn thấy ha. Cái này là đã có một nhóm trái nhất định rồi đó. Đó, còn như trong những hiểm đầu những cái trái vị trí phía trên thì chúng ta sẽ tiến hành lại bỏ như thế này. Đó, để cho cây nó ra, tiếp tục nó ra những cái cây đọt mới. Thì cái cây của mình nó sẽ lớn nhanh. Đó, phần đọt thì chúng ta sẽ tiến hành bấm như thế này. Đây là những cái trái nó bự của cái lứa trước. Rồi chúng ta để trái chuyện có trái là gai hái á. Đây là những lứa nhỏ phía sau. Nếu như mà chúng ta thu hoạch tập trung một đợt á, nó cũng rất là tốt. Nhưng mà muốn trái chuyện cũng được. Rồi đó là một số chia sẻ ngắn để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tận vườn. Hoặc là liên hệ mua nhánh chanh thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thí dụ khi chọn mà nhánh chanh để các bạn trồng thì chúng ta chọn những cái nhánh chiết mà nó có cái chạy da vậy nè các bạn. Đừng có chọn những cái nhánh quá già. Thí dụ khi mà các bạn chọn những nhánh thâm đen như thế này nè, cái quá trình phát triển của cái cây nó diễn ra không được tốt. Tại vì những cái mạch nhựa của nó, những cái nhóm chất điều hòa sinh trưởng, hoặc là cái lõi của nó đã bị quá gỗ, đã già rồi thì nó không im, nó già đen như vậy nè ha. Còn khi chúng ta chọn những cái nhánh mà nó chạy da được như vậy nè, thì gây khi mà các bạn trồng cái cây nó nhanh, rất là nhanh phát, tại vì cơ thể nó còn non, cái mạch gỗ nó còn non. Khi các bạn trồng cái bộ rễ nó ra nhanh và sau đó nó sẽ đâm ra những cái nhánh ngang như thế này, thì chúng ta tiến hành tỉa cành tạo tán thì nó rất là tốt. Cho nên là nếu chọn nhánh chiết là các bạn chọn những cái nhánh già ha, trồng nó rất là lâu phát, đôi khi nó bó cái cây vậy đó nè, những cái nhánh như thế này là đạt nè, những cái nhánh chạy da như vậy nè thì nó là chuẩn.